Trong một lần lơ tơ mơ mò mẫm mua NFT, mình đã bị dụ hết 4 triệu vì mua nhầm NFT giả. Đau lòng hơn là tính tới bây giờ mới tầm 1 tháng rưỡi thôi, nếu mà đợt đó mình không mua nhầm cái giả mà là cái thiệt thì cái thiệt hiện giờ đã có giá bèo nhất là 30 triệu rồi. 30 triệu rồi. 30 triệu rồi. Đó là bèo nhất nha. Chứ mình nghĩ giá thị trường hiện giờ thì chắc đâu đó cũng phải tầm 70-80 triệu rồi. Một trải nghiệm đau lòng. Cho nên các bạn đừng để bị dụ mua nhầm NFT giả giống như mình nha. Hello mọi người, xin chào mọi người quay trở lại với YouTube của Huy Đào. Và trong video lần này hãy cùng mình học cách phân biệt NFT thật và giả. Các bạn có thể thắc mắc tại sao lại có chuyện NFT giả? Không phải là cái giá trị của NFT là ở chỗ nó không thể làm giả được hay sao? Vậy thì tại sao lại có hàng giả? Và những cái chiêu trò nào mà tụi nó hay dùng để dụ bạn mua nhầm hàng giả? Và quan trọng hơn hết là làm thế nào để bạn biết được là các NFT mà bạn mua là hàng chính hãng, là hàng thật chứ không phải là fake. Ok, thì trước khi vào video mình muốn cảnh báo với các bạn, thị trường NFT là một thị trường hết sức là rủi ro, dễ kiếm tiền nhưng mà cũng dễ mất tiền. Dễ giống như là cách bạn có thể dễ dàng nhấn like, subscribe ủng hộ mình vậy. Cho nên làm liền đi nha. Ok, giờ thì vào việc. Đầu tiên mình muốn các bạn hiểu là tại sao lại có chuyện là NFT giả. Mọi người đều biết là một trong những cái giá trị của NFT á, là ở chỗ là NFT không thể bị làm giả được. Vậy thì tại sao lại có chuyện hàng giả đây? Thì các bạn nhìn lại nè, NFT là gì? Thì NFT là Non-Fungible Token, tức là một cái token, một cái dòng code giống như vậy nè các bạn. Tức là cái người creator, cái người mà vẽ trên ảo á, họ lên một cái nền tảng blockchain, ví dụ như là Ethereum, xong rồi họ tạo ra một cái gọi là smart contract. Rồi từ cái smart contract đó họ issue ra những cái token, những cái NFT đó. Thì sau đó họ mới kêu là những cái NFT, những cái token này là đại diện cho những cái chân này. Nghe kỹ nè các bạn, cái NFT, cái token này là đại diện cho cái chân này. Chứ cái NFT nó cũng không phải là cái tranh nha các bạn, nó chỉ là cái token thôi. Chứ còn cái tranh nó thật ra người ta lên trên mạng, người ta copy, người ta pass, người ta download về là nó có y chang luôn, không khác một tí nào luôn. Và không thể nào là cản người ta để mà người ta không copy cái đó về được cả. Thì những cái thằng scammer, những cái thằng lừa đảo á, nó dụ người ta bằng cách là nó lên trên mạng, nó download cái hình tranh ảo đó về, xong rồi nó tạo ra một cái token của nó với token rác rưởi không có giá trị gì hết. Xong nó post cái hình tranh ảo mà nó download về đó cùng với cái token đó, nó kêu là cái token rác rưởi của nó là đại diện cho cái tranh này. Trong khi á, sự thật là không phải. Thì khi mà người ta mua phải cái token giả, cái NFT giả, tức là người ta vẫn nhận được một cái token thôi, nhưng mà cái token đó là một cái token rác rưởi, cái token không có đại diện cho cái bức tranh mà nó post lên. Cho nên là các bạn phải hiểu là khi mà các bạn mua hoặc là đầu tư NFT á, các bạn phải mua cái token, mua cái NFT từ cái thằng creator. Chứ còn nếu mà các bạn mua từ một thằng khác thì cho dù cái hình mà nó đăng lên là giống y chang đi nữa, thì cái NFT, cái dòng token mà bạn nhận được á, là cái token rác rưởi, cái token không có giá trị. Thì một trong những cái chiêu trò mà tụi lừa đảo, tụi scammer, tụi nó hay dùng để mà dụ các bạn mua nhầm NFT giả, đó chính là tụi nó sẽ lên cái sàn OpenSea, xong rồi á, tụi nó sẽ tạo ra một cái NFT collection của tụi nó. Và tụi nó sẽ đặt cái tên của collection này hao hao giống với là cái collection thật. Sau đó nó copy cái hình của cái NFT thật đại diện về, xong rồi nó đăng cái token của nó lên, nó kêu là cái token của nó đại diện cho cái bức tranh này. Trong khi đó là không phải. Thì đối với những ai mà họ không hiểu á, giống như mình lúc đó, thì mình lên trên cái OpenSea xong mình search cái tên của cái collection nó ra, thì cái NFT collection giả, cái tên nó na ná như vậy, và cái hình thì y chang như là hình thiệt. Nó y chang như là hình thiệt là tại vì nó copy mà, nó đâu có khác gì đâu. Thế là cứ nhìn vô cái hình rồi tưởng là hàng thiệt, là mua nhầm, chết chết ngay. Cho nên các bạn hãy để ý là cái hình mà họ đăng lên á, chưa chắc là cái token này là chính xác là để đại diện cho cái hình đó đâu nha. Cho nên là hãy cẩn thận. Và một hình thức lừa đảo khác rất là thường xuyên sẽ gặp luôn, đó là khi mà các bạn tìm hiểu về thị trường NFT á, thì thường thường là các bạn sẽ tham gia một vài nhóm Discord. Tại vì cái cộng đồng, cái thế giới NFT là họ sống trong cái app Discord luôn á. Thì một khi mà các bạn đã tham gia thì cái tên của các bạn sẽ hiện ra trong cái group đó. Và lúc này á, các bạn sẽ trở thành là target, là mục tiêu của những cái thằng scammer, những cái thằng lừa đảo. Tụi nó sẽ nhắn tin với các bạn trên cái app Discord đó, xong rồi giới thiệu cho các bạn dự án này, dự án kia, xong rồi sẽ gửi cho các bạn một cái link giả nào đó. Giả sử như là cái sàn thật là OpenSea.io thì nó sẽ gửi cho các bạn giống như là OpenSea.ii hoặc là OpenSea.oo. Các bạn click vô cái link giả đó, nhập tài khoản vô để mua hay này kia là coi như nó hack sạch NFT của các bạn luôn á. Hoặc là nó sẽ gửi cho bạn cái link để bạn tới OpenSea thiệt, nhưng mà cái collection á là collection giả. Cái collection mà nó tạo trên sàn OpenSea á, nó sẽ làm giống như thiệt á, nó sẽ copy cái logo rồi cái nền, xong rồi hình mấy cái NFT này kia giống y chang luôn, nhưng mà là link của nó, là collection của nó chứ không phải là của hàng thiệt. Nhiều người họ click vô cái link đó xong họ coi, họ thấy là cái tên của hao hao giống, cái hình của hao giống, cái họ tưởng thiệt, cái họ mua, khá là mất tiền. Thì đó mà mình bị dụ á, là mình bị dụ giống như vậy các bạn. Mình bị dụ vô một cái collection giả. Cái collection thiệt á, nó tên là On-Chain Monkey. Thì cái collection giả tụi nó để tên là
on chain mint thì có thêm chữ S, xong rồi nó copy cái hình về mà nó để lên là y chang luôn. Thế là mình không để ý, mình nhìn vô mình tưởng là hàng thiệt, thế là mình mua. Tôi nhập pha ke, mua về một cái token vô giá trị. Làm thế nào để phân biệt được NFT thật và NFT giả? Thì cái NFT thật là cái NFT phải được tạo ra từ cái smart contract của cái thằng creator, cái thằng vẽ ra cái tranh ảo đó. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mà hiện giờ các cái sàn mà bán NFT á, họ đã có rất nhiều cách để hỗ trợ người ta phân biệt được NFT thật và NFT giả rồi. Giả sử khi mà các bạn mua trên sàn OpenSea á, thì các bạn chỉ nên mua từ những cái thằng nào mà nó có cái stick xanh kế bên cái logo của nó thôi. Thì cái stick xanh đó chứng tỏ là cái collection này đã được sàn OpenSea verify là hàng chính hãng, là hàng original rồi. Nó giống như là cái stick xanh ở trên Facebook với lại Instagram vậy. Nhưng mà không có stick xanh không có nghĩa là NFT đó là NFT giả nha các bạn. Cũng có thể là những cái người mà dễ tranh não, những cái creator họ mới, họ chưa có kịp apply để mà cái sàn nó verify. Nhưng nếu mà các bạn thấy được một cái collection nó có stick xanh và một cái collection khác giống y chang luôn, tên na ná nhau, hình giống y chang luôn, thì đảm bảo cái này là hàng giả nha các bạn. Còn nếu mà các bạn mua trên sàn Binance á, thì theo như mình biết hiện giờ là những người creator, những người nào dễ tranh ảo, họ phải được sàn Binance phê duyệt thì mới được đăng trên đó bán. Cho nên là nếu các bạn mua trên Binance á, thì khả năng cao là các bạn mua hàng thật chứ không có hàng giả đâu. Chỉ có ví dụ như là OpenSea nè, PancakeSwap nè, những cái sàn NFT mà ai cũng có thể lên và tạo được NFT trên đó, thì nó mới có chuyện là người ta dựa vào cái đó để tạo ra NFT giả thôi. Trời, quá đơn giản vậy mà cũng có thằng bị dụ. Thật ra mình bị dụ một phần là do cái NFT mà mình mua nó là quá mới. Cái hôm mà mình mua cũng là cái hôm đầu tiên mà nó ra thị trường luôn. Thì đối với những cái dự án mới cống như vậy, họ không có kịp mà gọi là apply cho sàn OpenSea để nhận được cái verify đó, cho nên là nó khá là nguy hiểm. Nhưng mà thường những cái collection mới như vậy là nơi kiếm được nhiều tiền. Thế mới chết chứ. Thì bây giờ đối với những cái dự án mà mới cống như vậy, thì bây giờ làm thế nào để phân biệt được là NFT đó là NFT thiệt? Đó là các bạn phải follow theo đúng cái đường link từ cái trang web của dự án. Thôi thì những cái trang web của các dự án họ sẽ để link để các bạn ví dụ như là Mint hoặc là lên trên sàn OpenSea để mua. Khi mà các bạn click vô những cái đường link đó thì nó sẽ dẫn bạn tới chính xác cái collection nào luôn. Cho nên là nó sẽ hạn chế cái rủi ro là các bạn tự nhập tên vô xong rồi các bạn click vô lộn những cái collection mà nó có tên tương tự như vậy. Thậm chí là nếu mà các bạn biết được cái thằng founder, cái thằng chủ dự án đó, xong rồi các bạn lên Twitter của cái thằng đó, các bạn coi là cái thằng đó promote cái website của dự án là website gì. Tại vì cũng có thể trường hợp là cái website các bạn vô là website giả, đúng không? Cho nên tốt nhất là tìm ra cái thằng founder của dự án đó, xong rồi coi là nó hướng dẫn là đường link nào dẫn tới website nào, như vậy là chắc chắn nhất. Nhớ nha, các bạn phải luôn double check lại trước khi mà bỏ tiền ra để mua NFT. Tại vì một khi mà các bạn mua nhầm á là coi như dục luôn. Bấm phán cả là tiền đi liền, không có chuyện refund, không có chuyện đòi lại được đâu. Ok, hy vọng là video này đã giúp các bạn hiểu hơn được là làm thế nào để phân biệt được NFT thật và NFT giả. Và nếu mà các bạn có thắc mắc gì á thì cứ comment ở dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể. Và nếu mà các bạn thấy video này hay thì nhớ nhấn like, subscribe và mình sẽ làm thêm nhiều video về chủ đề này nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.